Mẫn Thường trong diễn đàn. Đầu tiên thì trước khi chúng ta đi vào những cái chủ đề và những cái đề tài khá là hấp dẫn của ngày hôm nay, đặc biệt là cái giai đoạn mà Noel vừa qua và Tết Tây nó sắp đến, nó có những biến cố đặc biệt gì trên thế giới mà các quý vị đang theo dõi. Cho Nguyên nhắc chút xíu thôi nha, là hiện bây giờ Nguyên chỉ có hoạt động trên hai kênh, là cái kênh Thời sự Biển Đông CND Trần Quốc Việt, thì chúng ta sẽ quay lại những bản tin của thế giới vô cùng sôi động. Và bây giờ ta sẽ đi vào những sự kiện mà cả thế giới không thể bỏ lỡ vì có sự chuyện nóng bỏng đã xảy ra trong những cái ngày lễ mà chúng ta ăn cùng với gia đình, thì ở đâu đó đã xảy ra những biến cố vô cùng bất ngờ. Thì có thể nói là chúng ta có nhiều dự đoán xấu. Theo những nhà tiên tri, rất là nhiều nhà tiên tri, từ nhà tiên tri Ấn Độ đến nhà tiên tri của Nga, chuyển sang tiên tri của Mỹ và đến cuối cùng là tiên tri của Việt Nam, thì hiện bây giờ ai cũng lo lắng vào năm 2024 hết. Bởi vì năm 2024 nó có rất là nhiều những sự kiện, đặc biệt là có 8 bầu cử lớn trên thế giới. 8 bầu cử lớn này nó có thể thay đổi tất cả vấn đề tình hình căng thẳng ở trên thế giới. Trong những ngày kế tiếp, nó có thể tốt hơn và cũng có thể rất là xấu hơn. Đặc biệt là có một cái dấu hiệu mấy ngày gần đây thì nó xấu vô cùng. Các vị cũng biết là ngày 25 Tây á, thì chúng ta ai cũng ăn với gia đình hết. Không ăn với gia đình thì ăn với bạn bè. Thì ai cũng đang no say. Thì giữa Iran và Do Thái đã xảy ra một biến cố lớn. Cái biến cố này hiện bây giờ nó là cái mấu chốt sẽ dẫn đến Iran tham chiến trực tiếp với Do Thái. Mà chính phủ Iran đã công bố chính thức họ sẽ đáp trả. Và họ sẽ sẵn sàng chuẩn bị vũ khí hạt nhân để mà đối kháng. Và câu chuyện nó như thế nào? Ngay trong ngày 25 Tây vào lúc 4 giờ chiều, thì tướng lãnh chỉ huy hàng đầu của Iran là ông Rashid Mustavi đã bị 3 tên lửa tấn công vào cái nơi ông ta đang ở, ở tại Syria. Và chính thức phía bên chính phủ Iran đã báo cáo ông này đã đi bán muối. Ông này là một trong một cái lữ đoàn đặc nhiệm ở tại Syria. Ông ta là cái chức vụ cao nhất ở tại Syria. Và khi ông ta tử vong thì chính phủ Iran đã lên tiếng ngay lập tức và cáo buộc cái hành vi này là do chính phía bên Do Thái là người ám sát. Do Thái đã nhắm trúng vào ông này và Do Thái là khủng bố ám sát ông ta ngay trong ngày lễ 25 Tây. Và Iran qua đại diện lãnh tụ tôn giáo lực lượng quân đội tối cao của Iran đã công bố họ sẽ đáp trả lại bằng tất cả những hình thức và họ sẽ dùng những hình thức này để đáp trả cho kẻ tấn công vào tướng lãnh của họ. Thì hiện bây giờ đó, phía bên Do Thái họ chưa có thừa nhận cái cuộc tấn công này, họ vẫn giữ im lặng. Thì các quý vị cũng biết là ai cũng không muốn cho cái cuộc chiến tranh ở tại khu vực Trung Đông nó lớn rộng, ai cũng lo lắng hết. Cái cuộc chiến tranh tại Trung Đông nó đang rất là phức tạp rồi. Ở tại Gaza đã phức tạp rồi. Vấn đề nhân đạo mấy triệu dân chưa giải cứu được, nó đã nói hoài không hết rồi. Và bây giờ thì cái tình hình cuộc chiến nó bắt đầu có một cái dấu hiệu rất là rõ nét, là sẽ có nhiều mặt trận khác mà không chỉ Gaza. Sau khi đại diện tôn giáo tối cao của Iran đã công bố họ sẽ đáp trả trong những ngày kế tiếp, thì chính phủ của Iran chính thức công bố rằng tất cả những hành động này sẽ không tha thứ, họ sẽ đáp trả với cái sự thông minh và họ sẽ có những hành động cụ thể trong những ngày kế tiếp. Ngay lập tức chính phủ Iran sẽ tăng lên sản xuất về vấn đề aluminium đó, cái loại aluminium đó, là cái loại đó 60%, và sẽ chuẩn bị điều động vũ khí hạt nhân khi họ sản xuất nhắm vào kẻ địch. Wow. Ngày 25 Tây chúng tôi đang ăn ngon ngủ kỹ, không biết mấy ông bà đang làm cái móc xì gì, và bây giờ ở Trung Đông nó lại nóng bỏng vô cùng tình. Sáng ngày hôm 6 thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Do Thái đã công bố chính thức. Sáng 26 thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Do Thái đã công bố là
chúng tôi đã thấy dấu hiệu tình hình chiến sự đang có khó khăn. Hiện bây giờ chúng tôi có thể bị đối đầu với 7 mặt trận. 7. Họ đã nêu lên 7 mặt trận. Hiện bây giờ các vị biết là chỉ có mặt mặt trận thôi, với lực lượng Hamas thôi. Và ngày 26, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Do Thái, ông ta nói là chúng tôi chuẩn bị cho cái cuộc đối kháng với 7 mặt trận khác nhau. Chúng tôi đã thấy dấu hiệu kẻ địch đang chuẩn bị tấn công. Và chúng tôi sẵn sàng đối đầu với 7 mặt trận. Và chúng tôi cảnh cáo, nếu ai tấn công chúng tôi thì là kẻ địch và chúng tôi sẽ đáp trả ngay lập tức. Và ông ta đã nêu lên trong đó có gồm cả Iran, Iraq, Arabic Saudi và tất cả những quốc gia láng giềng gần biên giới dưới Do Thái. Các quý vị thấy đây là không có phải là mình nói giỡn đâu, bởi vì phía bên Do Thái ngày 26 tây, sáng 26 tây thì cái tình báo của Do Thái họ đã tiết lộ là lực lượng quân đội của 7 quốc gia láng giềng đang có định tấn công vào họ. Và họ gửi thông điệp ngay lập tức, chúng tôi đã thấy cái dấu hiệu đó, nếu các anh tấn công là các anh là kẻ địch. Và anh là kẻ địch, chúng tôi sẽ đáp trả ngay lập tức. Và cái điều đó đang vô cùng nguy hiểm. Trong cái buổi ngày 26 tây thì ông Netanyahu ông cũng ghé lại Gaza. Ông đến ngay trang Gaza luôn. Thì các quý vị cũng biết là trung tâm Gaza, bị Gaza bây giờ thì cái giai đoạn này thì nó không phải là quá sôi động nữa. Thì nguyên nói là trong cái giai đoạn này thì cái giai đoạn mà đi cứ bắt chuột cống thôi, có nghĩa là tìm hang chuột cống thì bắt. Nó không có cái vấn đề mà sôi động về chiến trường. Và ông Netanyahu đã đến Gaza. Và ông ta vẫn giữ nguyên cái lập trường của mình. Ngày nào khu vực này không còn lực lượng Hamas thì ngày đó sẽ không có hòa bình. Và cái cuộc mà săn lùng chuột cống nó sẽ tiếp diễn mạnh hơn, quét sạch, quét mạnh hơn chứ nó không có giảm hơn. Trừ khi nơi này an bình, trừ khi chuột cống không còn tồn tại. Thì đây là cái lập trường của ông Netanyahu rất là cứng rắn, khi lúc đó tình hình của Do Thái phải đối đầu với nhiều mặt trận khác. Và cái mặt trận đầu tiên mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị đó là mặt trận ở tại miền Nam, mặt trận ở tại miền Nam, ở cái nước nước Mỹ gọi là Yemen, Houthi. Thì cái tổ chức này đó nó không có ngần ngại, nó là người khởi chiến đã lâu rồi, nó là cái người mà đang quậy làm mưa làm gió trong thời gian này. Các quý vị cũng biết rồi, nó đang quậy rất là sôi động, nó đang quậy mấy tuần vừa qua rồi. Thì bởi vì cái vấn đề một tướng lãnh của Iran đã tử vong thì nó còn lấy một cái cớ đó để mà nó quậy nữa. Sáng ngày hôm nay cái báo cáo của Hoa Kỳ cụ thể cho biết là hạm đội của Hoa Kỳ đã bị tấn công. Hoa Kỳ đã ngăn chặn thành công 12 chiếc máy bay không người lái, 3 quả tiễn chống hạm, 2 quả tiễn hành trình. Khủng khiếp. Có nghĩa là họ tấn công vào hạm đội của Hoa Kỳ. Nguyên nói là mấy anh cha Houthi không có não. Nguyên nói là không có não mà. Ở tại biển đỏ nó có rất là nhiều tàu bè, mà không lựa tàu nào hết, quýnh tàu Mỹ. Quýnh tàu Mỹ. 12 chiếc máy bay không người lái, 3 quả tiễn chống hạm, là 3 quả tiễn chuyên gia để bắn vào những chiếc tàu đó, và 2 quả tiễn hành trình, đó là những vũ khí hàng nặng. Nguyên cũng không biết cái tổ chức này nó lấy vũ khí này từ đâu ra. Lực lượng hải quân của Hoa Kỳ ngăn chặn thành công là do phần lớn là do máy bay tuần tra, ở những máy bay hộ tống những chiếc hạm đã ngăn chặn thành công. Một số lại là do cái hệ thống phòng không trên chiếc hạm nó đã ngăn chặn, và được ngăn chặn 100% theo cái báo cáo của Hoa Kỳ là không tổn thất về tài sản, cũng không tổn thất về tính mạng. Và Mỹ tất nhiên sẽ không đứng im để cho người ta bắn mãi. Mỹ sẽ không đứng im để cho người ta bắn mãi các quý vị. Khi lúc đó người ta bắn, đây là người ta cố tình nhắm vào mình, hạ gục mình. Người ta muốn hạ gục mình khi người ta dùng cái là quả tiễn chống hạm, là cố tình là người ta nhắm vô chiếc hạm đội đó. Đó.
Các quý vị thấy là ngày 26 Tây thì nó là biến cố như vậy. Đây là cái báo cáo mới nhất của Hoa Kỳ để cho biết là tình hình tại Biển Đỏ đã bắt đầu bước vào trong giai đoạn giao tranh trực tiếp với tổ chức Houthi. Và Houthi đã dùng những vũ khí nặng mà từ đó tới giờ họ chưa dùng. Trong đó nó có hỏa tiễn chống hạm. Thì ngay lập tức thì người ta đã cáo buộc là cái quốc gia viện trợ hỏa tiễn này chính là Iran cho các tổ chức Houthi ở tại Yemen. Đây là viện trợ vì tổ chức này không thể nào có những loại hỏa tiễn này được. Không ai cung cấp thì thực tế chúng ta chẳng biết, có thể là Nga cung cấp, cũng có thể là Trung Quốc cung cấp, nhưng mà hiện bây giờ người ta cáo buộc là ông Iran thôi. Hiện bây giờ ông Iran là bị đưa lên thớt. Từ đó tới giờ các vị biết là vấn đề ở Trung Đông á, là người ta lúc nào cái gì của người ta cũng liên quan với Iran hết. Bởi vì người ta muốn đưa Iran lên thớt rồi, nó mục đích là như vậy. Còn sự thật ai mà viện trợ thì không thể nào chúng ta biết được. Vì đối với Nguyên á, thì cái người mà viện trợ là Nga. Theo Nguyên nghĩ đó, vì cái người mà muốn cho cái cuộc chiến tranh ở tại Trung Đông á, nó tiếp tục bùng cháy khi vấn đề Gaza nó sắp sửa kết thúc rồi, thì có một cái thế lực thứ ba mà Nguyên đã từng tâm tình với các quý vị ở đó trong diễn đàn á, là nó không muốn cho cuộc chiến tranh ở tại Trung Đông nó chấm dứt. Họ muốn cứ đổ dầu vào lửa ở tại Trung Đông nó càng ngày nó càng lớn. Họ muốn cho cả thế giới chúng ta phải chú tâm vào vấn đề Trung Đông. Họ tạo ra mâu thuẫn khắp nơi. Đầu tiên họ đâu có tạo ra vấn đề ở Biển Đỏ. Vấn đề Biển Đỏ đầu tiên là vấn đề ở tại ở Đông Hải thôi, biển Đông Hải thôi. Bây giờ chuyển sang ra Biển Đỏ và bây giờ nó lan tỏa ra cả luôn những cái quốc gia khác. Và chúng ta thấy rõ được là ai đó muốn tình hình Trung Đông lúc nào nó cũng sẽ xảy ra giao tranh. Và đây là một cái cụ thể cho thấy là họ muốn Mỹ, họ nhắm vào Mỹ rất là rõ. Họ muốn Mỹ phải trói buộc và kẹt ở tại Trung Đông. Họ muốn lực lượng quân đội của Mỹ phải đóng đô ở tại quân Đông, Trung Đông. Và họ nhắm vào Mỹ không ngừng. Trung Nguyên nhắc là trong thời gian gần đây thì lãnh sự quán của Mỹ hay là căn cứ quân sự của Mỹ ở tại Iraq, ở tại Syria, ở tại nhiều nơi ở khu vực Trung Đông không có lúc nào được an bình hết. Căn cứ của Mỹ bị tấn công không ngừng. Tất nhiên là những cái tấn công này nó không ảnh hưởng lớn, nhưng bị đe dọa không ngừng. Và họ đang thúc đẩy Mỹ phải bước vào cuộc chiến ở tại Trung Đông. Nhưng mà tại sao Mỹ không có làm gì lớn? Vì trong giai đoạn bầu cử, các cô chú và anh chị em, nếu bây giờ mà Tổng thống Joe có những cái vấn đề bước vào cuộc chiến ở tại Trung Đông, thì vấn đề của Tổng thống Joe nó sẽ mất đi rất là nhiều lá phiếu. Rất là nhiều lá phiếu. Nên Mỹ hiện bây giờ là bởi vì trong cái giai đoạn bầu cử, nên là Mỹ cũng phải nhường nhịn. Vì Mỹ không muốn bước vào cuộc chiến. Nếu mà bây giờ mà Tổng thống Joe mang sắc lệnh bước vào cuộc chiến, thì lá phiếu của Tổng thống Joe nó sẽ giảm bớt đi ít nhất là 20%. 20% cử tri. Nên là Tổng thống Joe bởi vì lá phiếu trong giai đoạn bầu cử, nên ông ta phải im lặng, phải nhẫn nhịn. Và bởi vì cái giai đoạn này thì cái lực lượng khủng bố họ biết cái điều đó. Họ biết cái điều đó các quý vị. Họ biết cái điều đó, họ nắm rõ chính trị Hoa Kỳ, họ biết điều đó. Nên họ không ngần ngại khiêu khích Mỹ hết đợt này đến đợt khác. Vì họ biết là Mỹ sẽ không tham chiến trong giai đoạn này, vì giai đoạn bầu cử tại Hoa Kỳ. Nên là họ khiêu khích không ngừng. Và may mắn thay cho Hoa Kỳ là cái sự tổn thất của Mỹ chưa đến nỗi để cho Mỹ bắt buộc phải bước vào cuộc chiến. Mỹ vẫn bảo vệ trọn vẹn. Tất nhiên đây là cái báo cáo của Mỹ. Còn Mỹ có tổn thất hay không thì hiện bây giờ chúng ta phải chờ cái báo cáo của cái tụi Houthi. Mà cái vui là như thế này nè, Nguyên khoái cái tụi này Houthi lắm. Nó hình như nó ăn cái gì đó các quý vị, nó không được bình thường. Mình làm chuyện khủng bố thì mình im lặng đi. Không, không. 25 tay tôi bắn, 26 tôi tiêu bắn, thừa nhận hết. Tôi đã nhắm vào tàu Mỹ, tôi đã nhắm vào hàng hóa của tàu này, tôi đã nhắm vào Do Thái. Đó, chúng tôi đã tấn công ngày mấy, bao nhiêu hỏa tiễn, thừa nhận hết. Cũng giống như họ muốn cho cả thế giới biết
là cái hành động này là họ làm. Thủ phạm chính là tôi. Đó. Và khi lúc đó người ta đều nói rằng cái tổ chức này, cái hậu thuẫn đằng sau là Iran hết. Và mỗi hành động của họ, họ đều thừa nhận hết. Nguyên nói thật với các quý vị, nó ngộ lắm. Bởi vì không ai ăn cướp và vừa la làng bao giờ hết. Người ta làm chuyện xấu thì người ta phải giấu đi. Còn cái này không? Cái này không? Họ biết là cái hành động của họ và họ đã thừa nhận cái hành động này, có nghĩa là họ phải trả giá. Nhưng mà các quý vị biết là cái đất nước Yemen á, với cái tổ chức này nó không phải là một cái lực lượng lớn. Nhưng mà họ thừa nhận cái điều đó hết. Cũng giống như là họ đang chuẩn bị sẵn sàng đối kháng với lực lượng của Hoa Kỳ vậy đó. Và họ đang thúc đẩy Hoa Kỳ phải bước vào cuộc chiến với họ. Đó, họ cứ khiêu khích Hoa Kỳ không ngừng. Khi hiện bây giờ Hoa Kỳ đang ở trong cái trạng thái bầu cử phòng thủ, Hoa Kỳ không có muốn tham chiến cái giai đoạn này. Hết bầu cử của Mỹ thì hãy tính sao. Chứ bây giờ mà ai mà công bố tham chiến là người đó sẽ mất lá phiếu. Không có ông chánh trị gia nào muốn mạo hiểm khi đang trong giai đoạn bầu cử cả. Họ lúc nào cũng phải đứng ra giải quyết cái hòa bình. Tôi là người yêu hòa bình, chứ không ai mà yêu chiến tranh được lá phiếu hết. Nên là trong cái giai đoạn này thì ai cũng muốn giữ cái trạng thái trung lập để mà làm sao lấy được lá phiếu của tất cả mọi bên chính trị ở tại Hoa Kỳ. Mà càng đứng trung lập chừng nào thì càng tốt chừng nấy trong cái giai đoạn này. Trong cái bối cảnh này thì Mỹ lại bắt đầu bị đưa lên và khiêu khích không ngừng. Và đây chúng ta mới thấy được là Mỹ ở trong một cái giai đoạn hơi bị khó. Khi lúc đó lực lượng của Hoa Kỳ, Nguyên nói bây giờ là đông chưa bao giờ có. Phải nói là từ lúc sau đệ nhị thế chiến thì lực lượng quân đội của Hoa Kỳ đến châu Âu đông chưa bao giờ có các quý vị. Bây giờ Nguyên nói thật với các quý vị là nhìn trên bản đồ của châu Âu thì hình như không có chỗ nào có căn cứ mà không có căn cứ quân đội của Mỹ hết. Lực lượng của Mỹ đã đổ xô tại châu Âu nhiều chưa bao giờ có trong lịch sử. Chưa bao giờ có trong lịch sử sau đệ nhị thế chiến tới giờ. Thì các vị cũng biết là tình hình nó căng thẳng cỡ nào. Và số lượng binh sĩ của Mỹ tăng cường không ngừng trong thời gian gần đây. Cứ 3, 5, 6 ngày là Bộ Quốc phòng của Mỹ gửi thêm, hay là Mỹ ký hợp đồng với, mới vừa qua ký với Phần Lan, Mỹ sẽ gửi lực lượng đến Phần Lan, Mỹ ký với, vừa ký hợp đồng với quốc gia này, quốc gia kia, Mỹ phải gửi lực lượng đến. Thì chúng ta thấy rõ được là lực lượng của Mỹ đến ở tại châu Âu, ở tại Trung Đông, quay trở lại cái thời gian nóng nhất trong lịch sử. Đó là bản tin liên quan đến tình hình càng ngày càng nóng bực, càng ngày càng lo lắng trong khu vực hiện bây giờ. Chúng ta đang sống trong những ngày cuối năm khá là hồi hộp. Khi lúc đó ở tại Ukraine và Nga mấy ngày hôm nay nó có rất là những chuyện sôi động. Ơi, cũng giữa Nga và Ukraine cũng vậy. Mấy ngày gần đây thì các quý vị cũng biết là giữa Nga và Ukraine đã xảy ra rất là nhiều biến cố giao tranh khốc liệt. Và bây giờ thì Trung Nguyên cập nhật chút xíu tình hình cụ thể cho các quý vị biết là hiện bây giờ ai cũng muốn tìm một biện pháp hòa bình ở khu vực. Thì hiện bây giờ Tổng thống Joe với đất nước Qatar là hai quốc gia, người ta cho là hai quốc gia trung gian chính để tìm cái mấu chốt bớt căng thẳng. Ngày hôm nay đại diện cho Hoa Kỳ và Qatar thì họ đã nêu lên họ muốn tạo ra cái vấn đề ngừng chiến lâu dài bền vững ở khu vực này. Và không phải riêng biệt vì họ, phía bên ngoại giao của Pháp qua bà Catherine, phía bên Đức cũng đã nêu lên. Nhưng mà hiện bây giờ tất cả con đường ngoại giao để tìm cái vấn đề hạ nhiệt ở tại Trung Đông đều đã thất bại. Theo lời phát biểu của ông Thủ tướng của Do Thái, qua lời phát biểu của phía bên chính phủ của Iran và lực lượng của Hamas, thì là họ trong bố cho rằng là tất cả vấn đề ngoại giao để trao đổi con tin hay vấn đề nó vẫn chưa được giải quyết và vẫn nằm trong cái sự bế tắc. Để chúng ta biết là hiện bây giờ từ đây đến đầu năm, đặc biệt là giai đoạn này người ta muốn ngừng bắn thì sẽ không có. Tình hình bây giờ nó càng căng hơn nữa. Từ đây đến gần đầu năm nó còn nhiều biến cố nữa. Nó nhiều biến cố nữa. Vì ông Iran, ông đang định trả thù.
Iran đã công bố họ trả thù. Mà họ trả thù bằng hình thức nào thì chúng ta không rõ, nhưng họ đã thừa nhận là họ sẽ trả thù Do Thái. Họ không ngần ngại điều đó nữa. Iran họ không có ngần ngại cái điều mà nói dòng nói do nữa chứ. Họ trả thù Do Thái, nhưng họ trả thù kia là bằng cách thông minh. Bằng cách nào thì chúng ta không rõ. Nhưng giữa Iran và Do Thái đã hoàn toàn bế tắc về vấn đề ngoại giao và có thể bước vào cái cuộc xung đột ngay chăng bây giờ có thể xảy ra và chúng ta không biết nữa. Làm cho Nguyên nhớ, các vị còn nhớ cái vấn đề mà tướng lãnh của Iran đã bị ám sát trong thời cựu tổng thống Trump không? Thì đợt này nó cũng tương tự như vậy. Và cái điều là ai là người ám sát, tại sao lại muốn đổ dầu vào lửa trong cái giai đoạn này? Cả cái điều đó là cái điều Nguyên thắc mắc. Giống như Nguyên nói là giống như có cái thế lực nào đó nó chuẩn bị sẵn sàng, nó vừa lặn cái chỗ này là nó quất cái chỗ khác liền. Nó mới vừa im im chút xíu, vấn đề Gaza sắp sửa xong rồi. Nguyên tưởng là cái vấn đề Gaza là xong rồi, không gì nói. Thì ngay lập tức vấn đề giữa Do Thái và Iran lại bắt đầu bùng phát. Và cái chuyện này nó không hề chuyện nhỏ. Theo nguồn tin cho biết, hiện bây giờ phóng viên báo chí của Pháp, của Đức, của những châu Âu, của Hoa Kỳ xin visa đổ xô đến Iran để trực hờ sẵn. Thì các quý vị biết rồi đó. Có nghĩa là có báo động và họ muốn lấy thông tin lẻ. Họ muốn lấy thông tin lẻ. Họ phải xin visa để họ làm việc trực tiếp ở tại Iran nếu có những biến cố. Thường phóng viên báo chí họ đã có ít lắm, một trụ sở vài người làm việc. Nhưng khi đất nước có tình hình biến cố thì họ phải xin visa để họ bay qua bên bển, họ đóng đô ở bên bển, rồi họ làm việc để họ lấy thông tin. Hiện bây giờ báo của Pháp, nhiều báo là bắt đầu họ lên vali, lên hành trang, họ đi qua bên bển rồi. Họ qua bên bển rồi. Để làm gì? Để có sự biến cố gì là họ lấy thông tin ngay lập tức. Họ viết báo, họ viết lách, họ gửi chúng ta liền. Vì họ đánh giá tình hình hiện bây giờ vô cùng căng thẳng. Khi lúc đó cái vấn đề mà người ta lo nhất của Iran là gì? Là Iran đã bí mật chế tạo vũ khí hạt nhân. Mà cái điều đó, tất cả những quốc gia châu Âu, họ rất là sợ. Họ rất là sợ. Và có thể cái quốc gia phải đối đầu với Iran vũ khí hạt nhân chính là Do Thái. Nên là mấy ngày hôm nay ai cũng lo hết. Ai cũng lo hết. Khi lúc đó chúng ta không biết gì hết, các cái vậy. Phần lớn đâu có ai có tin tức thời sự điều đó. Đâu có ai rảnh đâu. Ai cũng ngồi trong cái không khí gia đình hết. Năm nay thì nếu mà thật vô tư thì ăn ngon lắm. Nhưng mà không vô tư thì ăn không ngon các vị nha. Ai mà sống vô tư đó, ui, thế giới sập không có sao á. Còn nếu mà ai mà lo xa, ai mà bận tâm về vấn đề này vấn đề kia thì năm nay thì nó thực tế là ăn sẽ không vui đâu nghe, ăn sẽ không vui đâu. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chút xíu về bản tin của Nhân Đạo. Về vấn đề nhân đạo thì ngày hôm nay Đức Giáo Hoàng lại lên tiếng thêm một lần nữa. Gần xuyên với Đức Giáo Hoàng thường xuyên lên tiếng về vấn đề nhân đạo, kêu gọi sự giúp đỡ nhân đạo, vì cái tình trạng của người dân ở kẹt ở bị Gaza đang rất là phức tạp, vì cái số lượng người dân ở Gaza khá đông. Khi lúc đó lực lượng chuột cống nó lúc nào giả thường dân nó trà trộn và tính mạng của dân lúc nào cũng bị đe dọa. Và con số ca tính mạng bị thiệt hại trong cái cuộc giao tranh này nó làm quá nhiều rồi. Nó lên gần 21 ca rồi. Bữa nay nó gần 21 ca. Có thể giờ này Nguyên nói là 21 ca rồi. Là một con số khủng khiếp. Làm cho người ta đang rất là phân vân và lo lắng. Nên là cái cuộc giao tranh này nó làm dẫn đến cái sự phản ảnh. Và hiện bây giờ bởi vì cái vấn đề đó nên cái vấn đề biểu tình khắp nơi trên thế giới nó tiếp tục. Nó không phải biểu tình không mà nó bạo động. Nó có những hành động mà nó kêu là phá hoại tài sản của chính phủ khắp nơi trên thế giới, để nó lên án cái cuộc giao tranh hiện bây giờ. Và vì tại sao Nguyên nói á, cái lý do bởi vì cái lý do đó nên Mỹ hiện bây giờ rất là khó. Mỹ đang ở trong cái trạng thái phân vân phải đối phó như thế nào, vì Mỹ đang trong giai đoạn bầu cử. Vì chúng ta đều biết dư luận xã hội nó có những quan điểm trái chiều, người thì ủng hộ bên này, người thì ủng hộ bên kia. Và nếu các quý vị nghiêng về một bên thì chắc chắn các quý vị sẽ mất cái lá phiếu bên này. Làm sao thăng bằng lại nó rất là khó. Hiện bây giờ muốn thăng bằng rất là khó. Nên là hiện bây giờ những nhà chính trị gia thông minh đó,
họ không dám đứng về bên nào hết. Vì nếu họ đứng một bên là chắc chắn họ sẽ mất rất là nhiều lá phiếu của cử tri trong giai đoạn này. Bởi vì dư luận xã hội đang có chao đảo là bởi vì một bên ủng hộ bên này, một bên ủng hộ bên kia nên nó đang chao đảo khác như vậy. Nên là tình hình cả thế giới ngày hôm nay nó cũng chao đảo với cái vấn đề này. Điển hình nha. Mấy ngày trước thì người ta xuống đường để yểm trợ cái vấn đề kỳ thị người Do Thái. Mấy ngày sau thì cái người ta xuống đường biểu tình về vấn đề người dân khổ trong cuộc giao tranh ở tại Gaza. Có nghĩa là cứ biểu tình bên này, biểu tình bên này, bên kia tổ chức biểu tình kia nó không ngừng khắp nơi trên thế giới và sự bạo động khắp nơi. Thì các quý vị nghĩ coi ở ngoài Do Thái, ở ngoài khu vực Palestine nó còn như vậy, huống chi ở trong đất nước. Nên là cái cuộc xung đột giữa hai sắc tộc trong mấy ngày gần đây nó càng ngày nó càng nhiều. Cái sự xung đột ở đây là người dân với người dân. Và nó đã dẫn đến nhiều thảm họa trong mấy ngày gần đây mà Nguyên nói ngắn gọn bởi vì luật lệ của YouTube nó không muốn Nguyên bàn cái điều này. Xảy ra rất rất là nhiều thảm họa trong cái thời gian mà chúng ta ăn Noel Tết đó đã xảy ra rất là nhiều. Đó là những cái điều vô cùng đáng tiếc của chú và anh chị em. Thì đó là những cái bản tin nhẹ mà Nguyên tóm gọn lại trong cái giai đoạn này thôi. Vì Nguyên cũng không muốn nói nhiều về cái vấn đề này. Vì cái số mình nói cái này nó toàn là những cái bản tin nó tiêu cực, bản tin nó xấu, nó tiêu cực và nó không đem lại cái lợi gì cho tình hình cụ thể để chúng ta hiểu rõ tình hình cuộc chiến hết. Nó chỉ là cái mâu thuẫn và con người khi cuốn sâu trong thù hận, chúng ta không còn có lý trí nữa. Nguyên nói thật về cái điều đó. Con người chúng ta có lý trí khi lúc chúng ta cơm no áo ấm và chúng ta không cảm giác tổn thương, thì chúng ta nhìn với một cái khía cạnh lúc nào cũng tuyệt vời hết, chúng ta nhận định lúc nào cũng cái tỉ mỉ và chính xác. Nhưng khi chúng ta đã không còn có một cái quyên kia là cơm no áo ấm nữa, mà chúng ta bị cuốn sâu trong thù hận nữa, thì cái sự nhận định của chúng ta lúc nào nó cũng nghiêng về một hướng hết. Và người ta kêu cái hướng đó là cái hướng cực đoan, và chúng ta cũng nghiêng về một hướng cả. Nên là cái điều đó là cái điều mà đáng lo khi lúc đó cái dòng xoáy cái dòng xoáy thù hận nó cứ cuốn không ngừng. Nên là hai sắc tộc này nó có xảy ra xung đột với nhau quá nhiều trong thời gian gần đây, đặc biệt là giữa người dân và người dân. Đó là bản tin nhỏ nhỏ và bây giờ Trung Nguyên cập nhật chút xíu về vấn đề nhân đạo trong những ngày kế tiếp. Hiện bây giờ thì nỗ lực cả thế giới với cái sự kêu gọi của Liên Hiệp Quốc và Hội Thập Đỏ, thì hiện bây giờ những quốc gia giống như là Hà Lan, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, tất cả những Bắc Âu họ sẽ gửi lương thực khẩn cấp. Pháp đã gửi rồi, Mỹ đã gửi rồi, Đức cũng đã gửi rồi, nhưng bây giờ là nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Bắc Âu sẽ gửi một số lượng lương thực khẩn cấp để yểm trợ cho người dân Gaza trong những ngày kế tiếp. Đây là bản tin cuối cùng của ngày hôm nay. Thời sự ngày hôm nay nó sẽ không dài vì những cái bản tin chính thì nó có những bản tin như vậy thôi. Còn phần lớn còn lại là những cái bản tin liên quan đến những sự kiện mà Nguyên không muốn nêu lên trong diễn đàn. Trung Nguyên mạn phép ngừng chương trình ngắn ngủ đây thôi. Gặp các quý vị sau. Bye bye các quý vị. Dòng suối tắc đưa tôi về vùng quê xưa lúa vàng, có những dòng sông cuốn luồn quanh, có khói chiều buông trên mái tranh. Dòng nước mắt đưa tôi về vùng quê hương khô cằn, có những bờ đê
những ruộng khô, có những dòng ru sớm trưa náo nề. Quê hương tôi ơi, có nghe tôi réo gọi, nơi đây xa xôi nhưng tôi vẫn thấy người trong những lời hô vang, trên tay cao cờ vàng và trên những áo hoa mồ hôi đang thấm ra. Ơi quê hương ơi, nước non dù đổi rời, nơi đây đang xây tương lai về với người, bao khổ nhục hôm nay, bao oan thiên ngày ngày, nguyện dâng cho núi sông chờ ngày vui chúng ta sẽ sống qua. Chiều bước tới muôn muôn người như thác lũ, làm lung lay quân thù, cho dấu tàn hùng, dấu cuồng ngông, sử sách còn kia còn nhớ không? Lời khí khai như biến thành muôn sức mạnh của quê hương kiêu hùng, có những hiền nhân, những hùng anh, có những hẹn thề sớm mai sẽ trở về. Tôi ơi, có nghe tôi réo gọi, nơi đây xa xôi nhưng tôi vẫn thấy người trong những lời hô vang, trên tay cao cờ vàng và trên những áo hoa mồ hôi đang thấm ra. Ơi quê hương ơi, nước non dù đổi rời, nơi đây đang xây tương lai về với người, bao khổ nhục hôm nay, bao oan thiên ngày ngày, nguyện dâng cho núi sông chờ ngày vui chúng ta sẽ khóc hòa. Chiều bước tới muôn muôn người như thác lũ, làm lung lay quân thù, cho dấu tàn hùng, dấu cuồng ngông, sử sách còn kia còn nhớ không? Lời khí khai như biến thành muôn sức mạnh của quê hương kiêu hùng, có những hiền nhân, những hùng anh, có những hẹn thề sớm mai sẽ trở về. Quê hương tôi ơi, có nghe tôi réo gọi,